Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là điện thoại mua Pixel 3XL với phần cảm biến vân tay ở phía sau được gắn ở trên phần nắp lưng của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cảm biến vân tay trên điện thoại mua Pixel 3XL lỗi hỏng lúc được lúc không, dùng lúc được lúc không, cần địa chỉ thay mới cảm biến vân tay cho điện thoại mua Pixel 3XL. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên điện thoại vừa Pixel 3XL nói chung và cảm biến vân tay của máy nói riêng để mới bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa muốn mua cảm biến vân tay trên điện thoại vừa Pixel 3XL, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi đã chuyển đến tận địa chỉ hàng yêu cầu, quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại vừa Pixel 3XL hàng đầu hiện nay.